Hôm nay lại không thấy lớp hả? Dạ Ôi kỳ quá. Chắc là không. do cô có ca trước ấy, nó kiểu nó chưa kịp loát ấy. Trời Dạ. ơi khổ thân. Rồi. Em thấy cô xe không? Dạ thấy. Cô tắt mic kìa cô. Rồi nãy giờ nó mình đang bảo là bà về nhà làm khá tốt. Với lại có một số trường hợp đặc biệt thì lát nữa cô sẽ gửi cho nhé. Nếu mà học thuộc được bằng nó từ thì rất là tốt. Bài số 2. Cái đoạn Famous Families con có hiểu xương xương không? Một gia đình nổi tiếng. Ừ, con hiểu xương xương đúng không? Thì cho cô hỏi cái dòng thứ ba, cái từ actress, actress ấy là gì đấy? Nghĩa là Dạ gì? con không biết. Bây giờ mình có một cái từ diễn viên nam ấy, nó là actor ấy, actor. Thì diễn viên nữ nó Dạ là actress, đúng rồi. Cái này ăn đúng không? An actor and actress. Thì bây giờ con muốn chuyển sang số nhiều mà tận cùng của nó bằng chữ S này, thì con sẽ thêm gì? dạ thêm Thêm S y vào á. câu. Đúng rồi, con thêm S thôi, con quên đúng không? Chưa 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 thêm câu đó. Chứ mà mình đừng có sợ. Ừ, con nhìn các cái từ mà tận cùng của nó bằng chữ S thì mình đừng sợ nó là số nhiều. Nếu mà mình thấy con nhìn thấy có một chữ N ở đằng trước này thì con biết nó là số ít thì con hoàn toàn có thể chuyển thành số nhiều được. Hiểu ý không? Dạ Rồi. dạ Ok. Có từ nào lạ lạ không để cô nói luôn này? Con nhớ từ charity này không? Charity là gì? dạ là tiền Từ từ con gì? không nhớ. Từ thiện. Và chết rồi, hôm trước cô mới quảng cáo là cô dạy bạn này, bạn ấy về nhà bạn rất là chăm học, bạn rất là nhớ bài bài cũ. Mà tại sao em lại không nhớ? Trời ơi, mới quảng cáo gì xong hôm nay hỏi lại charity mà em quên rồi. Rồi, charity là từ thiện, thiện nguyện. Rồi, có biết cái từ businesswoman không? Ở dòng thứ tư, businesswoman. Là Nữ nữ doanh sinh nha. nữ doanh nhân. Businessman đúng không? Businessman tức là nam doanh nhân, người ta gọi tắt là doanh nhân. Còn mình sửa chữ mình thành women thì nó thành nữ doanh nhân thôi. Rồi. Không còn chỗ nào con lấy trong first place. Nhớ từ company là gì không? Company. Company là công ty. Rồi, cố gắng nhớ từ company nhá. Mình sẽ gặp rất nhiều. Sau này con có thể con học ngành kinh tế thì nó cũng hay sử dụng cái từ này. Rồi, tiếp theo là cái từ dress. Dress, từ gốc của nó là dress thôi, không thêm es nha. Con đang bị thừa hai chữ rồi. Ở gạch cho cô hai cái chữ ấy đi. Tattoo nè. Tattoo ở dòng cuối cùng ấy, mình không thêm es nha, mình chỉ thêm chữ s cho cô thôi. Ừ, nó sẽ có một vài cái trường hợp mà không theo quy tắc. Cái quy tắc ban đầu của cô đọc ấy con có thể sử dụng được. Nhưng đối với một cái số trường hợp đặc biệt nó không có quy tắc gì cả thì mình nên học thuộc. Ví dụ như cái từ roof. Roof này. Roof này con muốn chuyển có chữ F ở cuối cùng đúng không? Thì đáng lẽ con phải chuyển thành chữ V xong thêm ES đúng không? Ừ đúng rồi, nhưng trường hợp này rất đặc biệt, con chỉ được thêm S là thôi. Nó sẽ có một vài cái như vậy. Thì cô sẽ gửi cho con những cái danh sách đấy sau nha. Hoặc là có một vài trường hợp nó vừa thêm được S mà nó lại vừa thêm được cả chữ ES cơ. Đó là các cái trường hợp như là Gerald, Gerald số 0 ấy. Hoặc là Volcano, có hai từ này thôi. Nếu mà con ghi kịp được thì tốt. Volcano là núi lửa. Đấy. Cái này con sẽ ghi là cộng S hoặc ES đều được. À, có một trường hợp đặc biệt như thế. Dạ rồi. À, ok. Rồi, còn lại không có sai.
Bài số 5. Rồi tìm mãi mới được một bài sai. Bài số 5 này. À đâu rồi? It's a word and có nghĩa là con tìm những cái từ cái dạng từ này từ bài số 2 ấy. Ví dụ some now have irregular plural forms, tức là những cái từ mà nó kiểu nó không có cái quy tắc gì ấy. Ví dụ nhá, cái từ child này. Child, child ấy. Con chuyển số nhiều thành gì? Vậy là children. Đúng rồi, children đấy. Đây là bài số 5 như vậy đấy. Children này. Rồi, còn từ person thì con chuyển thành gì? Person là một Person. người ấy. Nhiều người thì là gì? Person là Một người, nhiều người. person. Ừ, person là có một người. Còn nhiều người là gì? P. People. Đúng rồi, people là nhiều người, nó không theo quy tắc ấy. Nó không theo quy tắc, vậy lại nó là danh từ. Nó không có cái hình thức S hoặc ES, nhưng mà mình biết nó là số nhiều. Hoặc từ woman. Woman thì con chuyển thành gì? Woman đã chuyển thành woman. Ừ. Nhiều người người ta hay đọc là women, nhưng mà mình nên đọc chính xác của nó thành chữ Y đó. Women, women. Thì gì không? Women. Ừ, women. Mình lại đọc là Women. women. Ừ, women. Đấy, nó hơi kỳ Women. dị một chút. Rồi. Có một số danh từ luôn luôn là số nhiều. Ví dụ, câu 2 nhé. Câu 2 con điền là clothes. Luôn luôn là số nhiều đúng không? Vải vóc quần áo ấy. Clothes. Nó luôn luôn ở hình thức số nhiều. Dress đầm váy phong cùng Dress á? cái Ừ, đúng. đầm Ừ, direct nó không phải hình thức số nhiều. Hình thức direct nó chỉ là address thôi, tức là nó đếm được thôi. Còn ví dụ cái từ clothing này con muốn thêm ơ hoặc ân thì không được. Chỉ có nguyên là clothing thôi, không được thêm ơ ân. Ơ ân là mình còn đếm được một cái, hai cái, còn câu clothing mình không đếm được. Ừ. Rồi, câu 3 là một số danh từ không có hình thức số nhiều và chúng ta gọi nó là danh từ không đếm được. Ví dụ tennis. Ví dụ tennis. Tennis không đếm được đúng không? Con không thể đếm là một bóng bàn, hai bóng bàn, nó không phải quả bóng. Cái này không phải là quả bóng, nó chỉ gọi là một bộ môn thể thao. Con thấy có chữ S nó là hình thức số nhiều thôi, nhưng con không thể thêm được cái từ ơ. Ơ tennis là không được, không được thêm. Đó, ý là như vậy. Câu số bài số 6, bài số 6 câu 5. Câu 5. Con thiếu gì đây? Chữ Jin của con thiếu gì? Yêu ớt. Ừ đúng rồi. Bởi vì sao? Nó luôn luôn ở hình thức số nhiều đúng không? Tại vì ống quần ở quần sẽ có hai ống, nó sẽ ở số nhiều, có hiểu không? Ừ, và là cái kéo nó có hai cái lưỡi cũng vẫn dặn như vậy đấy. Quần này kéo đôi giày chứ con kể được cả đôi nó. Đôi tất là shorts đúng không? Đâu nhỉ? C S O C K có chữ S đúng không? Nó luôn luôn phải đi với số nhiều, tức là mình không được bỏ S đi. Mình không được phép bỏ. Rồi. Câu 6. Chia rip. Câu 6 đâu? Câu 6 là man. Two men. Man là một người đúng không? Số nhiều thì con biến mất thành chữ E. Câu 6 là chữ này. 6 là man. Đúng không? Ừ, tốt là gì con? Tốt. Thu hút là thắt. Tốt. Ờ, tốt là một cái răng đúng không? Nhiều cái răng thì mình chuyển thành tít. Ừ, tít. Đọc là chữ Y này. Đọc chữ Y. Tít. Rồi. Bài cuối câu 7. Ý 5. À, rồi. Mouse. Mouse là một con chuột. Con chuyển đúng rồi. Mice. Đây là danh từ bất quy tắc, tức là không theo quy tắc gì cả. Mình học là mình nhớ thôi. Rồi, từ ship là một con cừu đúng không? Cái này cũng không theo quy tắc. Ship cũng là nhiều. Tại sao lại dùng như thế? Ví dụ con dùng cho câu a ship. Ví dụ hôm nay con đi công viên con nhìn thấy một con cừu rất là buồn cười, con sẽ dùng nó là a ship được. Nhưng con nhìn thấy một đàn cừu, con chó nó đuổi một đàn cừu, thì con hoàn toàn có thể dùng ships được, kiểu như là some ship. Là một vài con cừu, nó không theo quy tắc. Hiểu không? Ừ, nó không có quy tắc. Ship số ít,
và phải là số nhiều luôn. Rồi cái từ roof vừa rồi cô dặn ấy, roof là mái nhà, thì đáng lẽ mình sẽ phải chuyển nó thành VES đúng không? Nhưng cái này cũng không theo quy tắc, nó là trường hợp đặc biệt mình phải học thuộc thôi. Mình sẽ thêm từ S vào chữ S. À, có cần cô phải gửi luôn cho một số trường hợp đặc biệt như thế không? Đây cô sẽ nhắn luôn nhá. Ừ, cô nhắn luôn cho nhanh này. Thứ nhất là chief là người đứng đầu này. Đây đi luôn cho cô. Proof. Lips. Thông thường quy tắc sẽ là chuyển F hoặc FEEF đúng không? FEA nhận tự dưng cô lú quá. EF đúng không? FEA chứ. FEA thành V sẽ cộng với ES. Như những từ trên chỉ được thêm S thôi. Mình làm nhiều mình sẽ nhớ thôi. Đấy, có nhìn thấy cô nhắn tin không? Dạ thấy. À, thấy nhanh quá nhỉ. Rồi. Ghi nhá. Có cần ghi luôn không hay là về nhà ghi? Dạ về nhà ghi. Có cần ghi luôn không? À ok. Dạ không. À, bài hôm nay nè. Ok. Bài hôm nay nha. Can you describe the picture? Can you describe? Who are they? Yeah, who are they? Con đoán xem họ là ai? Who are they? They are family. The family, ok. Tiếp theo, họ đang làm gì con? Họ có vui không đã? Con thấy họ vui không? Are they happy? Vui. Yes, they are. Rồi. They are happy. Ok, they are happy, chính xác. Hoặc là they are smiling, họ đang cười chẳng hạn. Rồi, con mô tả thêm một hành động nữa cho cô là họ đứng quanh ông già Noel để nhận quà. Họ đang đứng quanh ông già Noel. Là gì? They are. What are they doing? Ừ. They are. Đứng là gì? Đứng là gì con nhỉ? Đứng là... Ừ, stand đúng rồi. Mình không cần dùng stand up, mình dùng từ standing thôi. Stand up nó là dạng câu mệnh lệnh, tức là mình đang ngồi, mình đứng lên, thì mình sẽ dùng từ up. Up có nghĩa là con nâng lên ấy. Dạ. Còn nếu mà đã đang đứng rồi thì chỉ cần dùng từ stand thôi. Standing, around, xung quanh là gì? Xung quanh là around. Ông già Noel là gì con? Dạ, con không biết. Không nhớ đúng không? Rồi, Santa đấy. Santa Claus. Chứ nhận quà là gì? Nhận là gì con? Nhận. Receive. Rồi, ghi thêm cho cô một từ receive. Món quà là gì? Gift. Dạ, con không biết. Món quà là gift. Rồi. They are standing around Santa Claus to receive gifts. Đấy, họ đang đứng cạnh ông già Noel để ông ấy tặng quà, để họ nhận quà, hiểu không? Rồi. Yeah. Bị xấu quá không? Còn cô viết lại chữ nào? C-L-A-U-S đúng không cô? Ờ đúng rồi, C-L-A-U-S. To receive. Ừ, đây từ receive hơi xấu. R-E này. C E I B E G E F T S
Đấy, Dạ rồi. Ok. Con nhớ từ sibling không? Là anh Sibling. Anh em, đúng rồi, anh em ruột đúng không? Rồi, do you have siblings? Do you have em. siblings? Không có anh em ruột Yeah. không? I. Yes, I. Yes, I do. Ok, hôm nay không nhầm rồi. Nếu mà mình trả lời là I have thì không đúng đúng không? Nếu mình hỏi là have you got thì mình sẽ trả lời là yes I have. Còn nếu là hỏi với do thì mình sẽ trả lời với do, đúng rồi, nhớ bài rồi. Ok, tiếp theo. Do you get on well with your siblings? Get on well tức là con ghi cục này nhá, rất là hay. Get on well with tức là hòa hợp. Hòa hợp với. Bạn có hòa hợp với anh em không? Đấy, con ghi xong đi rồi con trả lời. Yes, I do. Yes, I do. Bây giờ nha, sẽ mình dịch sương sương cho cô bốn cái câu này. Sẽ nói ví dụ như cái câu thứ nhất, I don't get on well with my brother. His is very different from me and we argue a lot. Tức là tôi không làm sao? Con dịch cho cô Tôi cái không dòng học hòa hồng. hợp Ừ, với với anh trai của tôi, với anh trai bởi vì anh anh ấy làm ấy sao? rất Different là tốt, khác. Ừ. Khác. Khác biệt về khác. tính cách ấy. Ừ, khác với. Different from là khác với. Hôm nay mình sẽ học những cái từ như vậy, yên tâm. Rồi, different from me tức là rất khác với tôi và chúng tôi làm sao? Argue, con nhớ từ này không? Ai kêu là con không nhớ. Ừ, argue là cãi nhau nha. Nó sẽ ngược với cái từ get on well ấy. Ừ, con có thể ghi là get on well lúc nãy rồi, xong cô thì con ghi mũi tên đối ngược với nhau này. Argue nó là gì? Cãi nhau. Đấy, con ghi vậy. Cãi nhau. Rồi, cái thứ nhất là tôi không hòa hợp bởi vì chúng tôi khác nhau và chúng tôi cãi nhau rất nhiều đúng không? Nếu như đúng với con thì con sẽ nói cho cô như này. The first one is true for me. I argue a lot with my brother. Hoặc con có thể giải thích thêm một chút tại sao con cãi nhau. Đó. Rồi, ví dụ đến câu 2 nhá. Nếu nó đúng với con thì con sẽ nói là the second one is true for me. Còn nếu không đúng thì con sẽ nói là the second one isn't true for me. Nha. Đây là số đếm. Về số thứ tự sẽ khác nhau. Bình thường mình học số đếm là 1, 2, 3, 4 như này đúng không con? 1,1, 2, 3, 4 đúng không? Còn cái này nó khác một chút. Số thứ tự thì mình bắt buộc phải có thêm những cái ký hiệu về chữ cái như này. Cái này ký hiệu cho first, tức là thứ. Ví dụ nhé, có một ngôi nhà 4 tầng đúng không? Thì con đếm như sau. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Tổng 4 tầng. Rồi, nhưng nếu con muốn nhấn mạnh cái thứ tự của nó, ví dụ con ở tầng 3, thì con không thể đếm là tầng 1, tầng 2, tầng 3. Con phải đếm là tầng thứ nhất, tầng thứ thứ ba, và con nhấn mạnh là con ở trên cái tầng thứ ba đấy. Nó sẽ khác với việc con chỉ đếm. Đếm là con sẽ không biết được là con ở tầng mấy. Người ta chỉ đếm, tức là vai trò của 4 tầng như nhau. Còn khi con đã phân cái thứ bậc rồi ấy, thì là các tầng thì khác nhau. Ví dụ tầng 3 chỉ dành riêng cho con, hoặc các tầng khác dành riêng cho những người khác. Thì cái số 1 đấy là one. Nó sẽ tương đương với cái từ first này này. First. Chắc là sau này sẽ học thôi. Cô thấy là sẽ học đấy. First. Rồi, câu 2 là true đúng không? Sẽ tương đương với cái từ second này này. Second là thứ hai. Thì mình sẽ ký hiệu là 2ND. 2ND là ký hiệu cái chữ cái cuối cùng ở này. Rồi, 3 nó là third. Tầng thứ 3 là third. Mình sẽ ký hiệu là chữ RD. Rồi, thứ tư là fourth.
TH này, và mình sẽ ký hiệu là 4 là chữ TH. Hiểu ý không? Dạ. Không? Hay khó quá. Dạ hiểu. Hiểu sương sương không? Ok, Dạ. hiểu sương sương nhé. Rồi, bây giờ dịch cho cô thử 3 câu đi. Dịch sương sương cho cô 3 câu xong rồi nói. Câu màu xanh là gì? Xanh tham là thỉnh thoảng hả cô? Ừ, sometimes, thỉnh thoảng rồi, thi thoảng. Thỉnh thoảng, tôi muốn. Thỉnh thoảng tôi muốn ở lon, con không biết. Alone là một mình. Một mình ấy, một mình. Ừ. Thỉnh thoảng tôi Thỉnh muốn thoảng một mình. tôi muốn ở một mình, nhưng chị gái của tôi có Luôn luôn quay lại thường xuyên luôn luôn. luôn luôn nó là mạnh nhất, always mạnh hơn sometimes. Rồi, luôn luôn ở đây đúng không, luôn luôn ở đó, hiểu ý không? Rồi, câu 3 có gì cả gì, câu màu vàng có gì cả gì. Ừ, Tôi không thể có secret là bí mật. Đó, anh nghe ghi cho cô tôi học. Secret, bí mật. tôi không Ý là có bí tôi mật không. Ừ. Khi. khi anh trai của tôi Ở cạnh, đúng không? ở Ở chung cạnh hoặc ở xung ở quanh. ở cạnh. Ừ. Đúng rồi. Tiếp. Ok. He reads my text. Anh ấy đọc tin nhắn của tôi. Đúng rồi, anh ấy đọc tin nhắn văn bản ấy, cái text, my text message, tức là như kiểu cái tin nhắn văn bản bằng điện thoại mình hay gửi cho nhau ấy. Đấy, người ta gọi là tin nhắn văn bản. Rồi, dịch cho cô nốt câu màu tím. Dạ là chị gái của tôi sử dụng Chị gái sử dụng đồ của gì? Đồ đồ của của tôi. tôi Ừ, và cô mà ấy cô ấy cho là không. không nói Ừ. Trước, đúng không? Cái từ đấy vừa là thứ nhất không mà nói vừa là không đầu nói tiên, vừa là trước. Đúng rồi. không nói Không trước với hỏi. tôi. Rồi. Ask đấy là hỏi, tức là hỏi ý kiến đấy con. Hiểu không? Tôi rất không thích điều đó. I hate that. Đợi. Bây giờ con nói cho cô xem câu thứ hai, câu thứ ba và câu thứ tư có đúng với con không? Nào, trước hết là câu hai. Câu hai no không có đúng với ta. No, ok. Ừ, con không đúng không con thì con nói là gì? Câu thứ hai này không đúng với tôi. Con nói như thế nào? The second isn't true for me. One. One, nó thay thế là cái câu ấy. One có nghĩa là một câu. The second one isn't true for me. Isn't you True. for me? Ok, true for me tức là đúng với tôi. Đây này, nó là cái dòng ở bên trên này con này. True là đúng ấy. True là chính xác, là đúng ấy. Bởi vì sao? Có đúng với con không? Tại sao? Cái câu đó là Là xét con cũng muốn ở một mình đàn nhưng mà em không. Ừ, câu 2 ấy, câu 2 con muốn hỏi là câu 2 này đúng với con tại vì là em gái hoặc chị gái của con luôn luôn ở cùng phòng con à? Cùng hay là làm phiền con hay như nào? chắc con trả lời Tại sao? là xét đàn qua quan y. À, isn't true cái gì? Tức là không đúng cái gì? Dạ. Ừ, con có thể nói thêm lý do vì sao nó không đúng không? Lý do vì sao? Bởi vì sao? Nói tiếng Việt, Con cũng bởi vì không sao? biết. Dạ. Tức là kiểu hai chị em vẫn có không gian riêng đúng không? Because my sister always left me alone when I want. Luôn có thể để tôi một mình khi mà tôi muốn chẳng hạn. Rồi, let me alone when I want.
Rồi, câu 3 có đúng với con không? Yeah, the tar isn't true. Isn't true for me. Thiếu từ for me rồi. Isn't true for me. Isn't Why? true. Ừ, Isn't why? true for me là không đúng với tôi đúng không Đúng rồi. Không đúng cô? với tôi. Tại sao nó lại không đúng? Because the because it đi chống lại không có ai chơi game nữa. Chị gái đúng không? Dạ. Chị gái đi lấy chồng. Yeah. Chị gái đi lấy chồng con sẽ có một cái từ nó là get. Because she is get married. She get married. Mà get married tức là đã lấy chồng rồi. Đấy con ghi cho cô cái get married nào. Lấy chồng mất Yeah. rồi. Buồn ha. Yeah, Câu 4 có đúng với con không? The fourth one is câu thứ 4 có đúng không? Yeah. Nè. The for one Easy, e for me. easy for me. E two for me. Có đúng hả? Có đúng với con hả? Why? Yeah. Why? Chị gái của con sử dụng đồ của con mà không xin phép hả? Thỉnh thoảng. Hay em gái? Yeah, em À, gái. thỉnh thoảng. Because... À, em gái. Because sometimes she use my tea without asking me first. Đúng không? Đây, cô sẽ viết lại một chút. Bởi vì là thi thoảng. Thi thoảng con có từ sometimes. Because sometimes she use. Có một thứ gì đấy cụ thể hơn với con không? Use my gì? Ví dụ em gái con gì cũng rất là, nghĩa là tự tiện dùng ấy, mà không xin phép ấy. Ví dụ là cái gì? Nhiều Gì? quá. Ta nếu một cái Nhiều quá, ok, nhiều quá là mình à, sẽ dùng từ things. đồ Ok, nhiều quá. và đồ trang điểm cũng có. À, đồ trang điểm, ok. Rồi, mình cứ dùng từ things này rất là nhiều này. You should use my thing. Without. Without tức là không. With là có. Có là với. Còn without là phủ định tức là không. Mà không xin phép. Xin phép là gì? Asking me. Without asking me first. Đúng không? Đó. Cô ấy hay sử dụng, thi thoảng cô ấy sử dụng đồ vật của tôi mà không xin phép tôi trước. Without. With có từ with với từ a u o u t ao ấy. Như Without cùng nhau. liền luôn cô. Dạ. Ừ, viết liền, viết liền. Cái từ sau without là cái gì vậy cô? Asking. A-S-K. A-S-K và thêm đuôi in. Asking. Asking me. S-K. Asking me first. Hey, Đó. Con, ừ. me. Con, me first. Yeah. Ừ. Về nhà con cố gắng. À, cô xóa cái trang này đi được chưa để cô viết thêm cho nó dễ nhìn. Yeah. Xóa nhá. Yeah. Cú lát ha. Xóa được không? Ok. Rồi về nhà con cố gắng con đọc lại hai cái câu hoàn chỉnh của mình ấy. Kiểu thi thoảng mình nhớ ra xong rồi mình nói như thế cho nó nhớ. Rồi còn cái bộ make up đúng không? Lúc nãy con có nói cái gì nhỉ? Đồ trang điểm đúng không? Đồ trang điểm con viết liền nhá. Make up kit. Make up kit là đồ trang điểm. Make up mình viết liền với nhau. Còn tách cái từ kit ra, KIT ấy, là đồ trang điểm, đồ make up. Cọ trang điểm là gì có biết không? Cái cọ để trang điểm ấy. Dạ không. Brush. Đấy. Brush là cái cọ trang điểm này. Brush.
Rồi. Ok chưa? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ nhé. Có một cái kỹ năng mà con cần biết khi con đặt câu hoặc con viết một đoạn văn thì sẽ có ba cái lưu ý. Thứ nhất là con phải để ý xem cái câu đấy có là một câu hoàn chỉnh chưa. Câu hoàn chỉnh tức là câu mà bao gồm chủ ngữ và động từ. Ví dụ con nói là tôi đi học, bắt buộc con phải có cái động từ go đúng không? Go là đi ấy, đi bằng chân ấy. Đặt là I to school mà con mất cái từ go đi thì câu đấy không phải câu hoàn chỉnh. Đấy là cái ý thứ nhất là con phải cần đầy đủ SVO cho cô. Rồi, cái thứ hai là con phải xem mình đã viết đúng chính tả chưa và mình đã chia đúng thì và đúng. Ví dụ nhá, C thì phải đi với doesn't đúng không? Đi doesn't đúng không? Đấy, mình phải xem là C đã đi với doesn't chưa hay là mình lại viết nhầm sang C don't, là cái mình phải chú ý thứ hai. Và cái thứ ba con cần chú ý cho cô, ví dụ hôm nay con muốn đi công viên thì con sẽ tả về công công viên, mây đẹp như thế nào, trời đẹp như nào, có những ai đang chơi và chơi trò gì đúng không? Con có nghe được không? Ừ, con sẽ tả về công viên như thế. Tự xong tự dưng con lại kết bài bằng một câu tôi thích đi học thì nó có liên quan đến đoạn văn không? Đúng rồi, thì mình phải chú ý là khi con nói về một chủ đề bất kỳ thì những cái câu đằng sau con phải viết về chủ đề đấy chứ không được sang một chủ đề khác. Hiểu ý không? Rồi, ok. Bây giờ cho cô cái chụp cho cô đi, chụp cho cô cái chỗ này này, cái bài hai này này. Từ câu A đến câu E. Từ câu A đến câu E. Chụp xong chưa? Chụp chụp bằng máy điện thoại ấy. Được chưa? Nghe lại. Bây giờ mình sẽ điền cho cô những cái câu đấy là những cái tiêu đề ấy, điền vào cái số 1, 2, 2, 3, 4 này phù hợp với đoạn văn nhá. Đó. Rồi điền cho cô. Cố gắng điền. Ừ, tiền đi nha. Cứ dịch từ từ xong điện. Câu 1 là gì với câu A? Ủa nhanh thế? Ủa nhanh thế hả? Từ 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 từ, từ cô phải chụp lại đó. Cô chưa chụp. Câu 1 nhanh thế. Sao dịch nhanh vậy? Rồi. Con suy nghĩ được một câu con nói luôn chứ con chưa có ghi hết. Ok, câu 1. À, ok, tiếp. Con Theo con là 1-2 đúng không? Rồi, câu 2 gì? Đây, cô cứ điền ở đây. Giờ cô mới ngó bài. Điều. biết Chay là cái gì cô, sao cái dấu chấm trước cái dấu chấm hỏi chỗ câu Là hai á? change, change là thay đổi, situation là tình huống. Vậy khi phải thay đổi, được chưa? Yeah. Câu hai là câu S.
Làm gì có ý em nhỉ? Chỉ có mấy ý thôi mà con. Có A, B, C, D, A, B, C, E, E D, hả? F. Rồi, E. hai con điền E lại. Rồi, có ba con điền gì? Dạ câu 3 con điền C. Ok, có bốn. Câu 4 là đi. Ok, đúng rồi. Nhưng mà có hai câu đầu chưa đúng. Hai câu đầu hình ngược nhau rồi. Nào. Đúng rồi, hai câu đầu ngược nhau, đọc lại nha. According to the website Getting Personal, tức là theo như cái trang báo này, thì có một cái số vấn đề không bình thường, unusual là không bình thường. Problems, tức là vấn đề, unusual là không bình thường. Rồi, con phải điền là ý. Rồi, ý e tức là hầu hết những cái thanh niên này thì gặp cái sự khó khăn, vấn đề khó khăn với anh trai và chị gái, đúng không? Người ta sẽ đưa ra một cái vấn đề để mình bàn bạc, và cái vấn đề mình thấy trong năm câu này nó là cái gì, mối quan hệ, đúng không? Đề cập về mối quan hệ của anh chị em trong gia đình thì mình thấy hợp lý là ý e hơn, đúng không? Nhìn tiếp cho cô đã rồi biết là sao lại lại là e. Rồi, ý e nhá. Sang câu 2. Hai này. So when does the situation change? Tức là liệu cái này trong tương lai nó có thay đổi không, và khi nào nó thay đổi không? Ta có nhìn thấy cái chỗ for example là ví dụ. Madison is 28 years old. Tức là sao? Người ta đề cập đến thời gian, có thấy không? Đề cập đến năm bao nhiêu tuổi, đúng không? Ừ, thì mình sẽ biết là cái câu 2 này nó phải liên quan đến tuổi tác. Mà liên quan đến tuổi tác thì chỉ có câu A thôi. According to the website, the answer is around the age. Đúng không? Theo như cái website đó thì cái câu trả lời là khoảng 25 tuổi. Đấy, có thấy hợp lý hơn không? Bạn thấy hợp lý hơn không? Rồi, ok. Rồi, đây. Câu 3 đúng rồi. But now Aurelius is completely different. Có nghĩa là hoàn toàn khác. Khác như thế nào? Khác là sao đây? Ngày trước, à, chúng tôi bây giờ đã hòa hợp hơn và chúng tôi không còn cãi nhau rồi. Câu cuối cùng, con thấy người ta ghi một loạt những cái gọi là cái gì nhỉ? Cái lời khuyên đúng không? Lời khuyên là các chị em trong gia đình hòa hợp hơn, thì con đã nói đúng. Hãy để give đứng đầu, động từ đứng đầu thường thì nó là câu mệnh lệnh. Give your brother or sister some time alone when they need it. Khi họ cần, hãy để họ một mình khi họ cần. Rồi. Một bài này nó sẽ có một lời khuyên rất là hay. Nhưng mà the other answer is just wait 10 years. Tức là khuyên thế nào thì khuyên cũng không làm được đâu, mà hãy đợi 10 năm nữa đi, đúng không? Ý là đợi đến lúc mà anh chị em mình lớn hết rồi, đi lấy chồng hết rồi, lúc đấy mới hòa thuận, chứ ở cạnh nhau thì vẫn đánh nhau thôi, đúng không? Đó. Đúng. Rồi, ok. Bài hôm nay mình sẽ học cái việc phải hợp giữa adjective là tính từ nha. Tính từ sau này cô sẽ ký hiệu cho con là chữ A, cho nó dễ nhá. Ký hiệu chữ A nhớ chưa? Adjective là tính từ. Tính từ là những cái từ như kiểu là xinh đẹp ấy, từ từ chỉ tính chất ấy. Và preposition là giới từ. Prep mình sẽ ký hiệu như này, giới từ prep. Giới từ mình ký hiệu như vậy. Ok. Bây giờ ghi cho cô. À đây, là thêm cho cô câu 4 nữa. Con đoạn văn vừa rồi không? Bây giờ dịch cho cô 3 câu này để chọn cái nội dung tóm tắt phù hợp với đoạn vừa rồi. Nào, đọc sơ qua đi xong dịch cho cô.
lot of tên nghe là cái gì cô? A lot of là gì, con có nhớ không? Nhiều, đúng không? Có phải không? À, đó là nhiều. A lot of là nhiều. Con đọc cho cô lại từ đấy nha. Teenagers. Teenager, đúng không? Thứ nhất là chữ I, thứ hai là chữ A, và thứ ba là chữ O. Teenagers, tức là thanh thiếu niên, người trẻ ấy. Thanh thiếu niên. Anh những cái người khoảng tầm 12 đến 16, 18 tuổi gì đấy ấy. Người ta gọi là từ teenagers. Rồi. Cái từ Nhiều anh relationship. chị ai có những anh thanh niên Không nhiều anh thanh niên không nhiều có thanh niên. Hòa kết hợp, hòa hòa hợp hợp với với anh cha và chị gái của họ. Rồi tiếp. However là gì? Tuy nhiên. However là tuy nhiên. Relationship tức là mối quan hệ. Relationship, mối quan hệ. Các người cần ghi từ lại không? Ừ, mối quan Tuy nhiên hệ. mối quan hệ của Thì họ thường xuyên thường tốt xuyên khi khi họ adults là người lớn trưởng thành ấy. Adults. trưởng thành. Ừ, thứ nhất là đọc là ở hai đọc là á, adults. Người lớn, adults là người lớn. Rồi, câu B con gì như nào? Để con xíu. Ok, ghi đi. Relationship là cái gì con quên nè. Mối quan hệ, mối quan hệ. Dạ. À. Yeah. Dạ. Yeah. Thanh Câu B là nhiều anh thanh niên nhiều thanh niên rồi hòa thì với phải hợp với anh trai và chị gái của anh bạn. họ. Ừ, anh trai chị gái hoặc là em trai em gái đúng không? Rồi. Dạ. These people, những người này. Những người này thường xuyên hòa hợp khi họ lớn. Đúng rồi, câu C nó gì như nào? Câu C là nhiều thanh niên hòa hợp với anh trai Không hòa hợp, đúng không? không. Ừ, không hòa hợp. Mối quan hệ của họ thì sao? Ừ, Mối mối quan quan hệ hệ của thì họ thường xuyên thường xuyên xấu. buồn Ừ, sống. bad là tồi tệ. Bad là tồi tệ. Dạ. Khi họ Tại chữa. khi họ trưởng thành bởi Ừ, vì bởi vì họ họ không trên họ không hay không không thay hay đổi. đúng không? Ý là sao? Ý câu A là hồi bé tệ, lớn lên tốt đúng không? Đây thì cô ký hiệu nhá, hồi bé tệ này, lớn lên tốt là dấu dương nhá. Còn câu B ý là hồi bé rất là hòa hợp và lớn lên lại càng hòa hợp. Còn ý của câu C là hồi bé không hòa hợp và lớn lên càng không hòa hợp. Thấy ý nào là phù hợp với cái đoạn vừa rồi mình đọc? Ý mấy? Ok, chính xác. Bài kia đề cập đến cái việc là hồi bé hay cãi nhau và lớn lên mọi người sẽ hòa hợp câu hơn. Rồi, hôm nay mình sẽ học về cách sử dụng của tính từ với dối từ nha. Thứ nhất, con ghi cho cô. Excited, mình luôn luôn đi với about, tức là vui vẻ, nhiệt tình, năng động. Bình với
hào hứng. Ừ. Ừ. À, đây con ghi cho cô luôn như thế này này, excited about này, nhìn thấy trong màn hình không? Con ghi cho cô là Yes. hào hứng. Ừ, hào hứng đi. Hào Hứng. hứng với. Dạ, hào hứng. Dạ rồi. Ok, famous for là nổi tiếng. Famous for luôn luôn phải đi với từ for nhá. Famous for nổi tiếng. Chị sao cái bài hồi nãy, sao cái bài hồi nãy đâu, sao cái bài hồi nãy là nó là tám màu family vậy con? Đúng rồi, famous family. Famous family nó đóng vai trò là một tính từ đứng trước danh từ thì sẽ không có giới từ nữa. Nhưng khi con đặt thành một câu hoàn chỉnh, ví dụ như là gia đình tôi nổi tiếng vì cái gì đấy thì con sẽ phải đặt là my family is famous for, đúng không? Con phải dùng cái từ này, is famous. Famous này là tính từ đấy. Is famous for cái gì đó, nổi tiếng vì điều gì. Con hiểu không? Tức là mình giới thiệu là nó nổi tiếng vì điều gì, ví dụ như là nổi tiếng bởi vì có con đi, pho tường duy chẳng hạn đó. Còn nếu con nói là cái gia đình nổi tiếng của tôi, my famous family đó, thì nó sẽ khác, nó không có giới thiệu là nổi tiếng vì cái gì mà nó chỉ nói chung là gia đình này nổi tiếng thôi, đúng không? Con hiểu ý không? Ừ, Hiểu. khi con đặt thành câu hoàn chỉnh, ừ, thì nó sẽ có cấu trúc là động từ to be này cộng với tính từ này đấy, và cộng với giới từ, nó là câu hoàn chỉnh hơn. Rồi, tiếp tục written of cái câu thứ ba ấy. Oh, sợ hãi à, sợ hãi. Có bị khó nhìn không? Chắc là nhìn được đúng không? Đẹp hơn cô viết. Written up là sợ Dạ hãi rồi. vì điều gì đấy. Ok. Thứ tư, get up. Get up. Cái đấy mình không đọc là good nhá. Mình không đọc là good. Nghe rất là tiếng Việt. Mình đọc là get. Nó hơi sang chữ ư ấy. Con đọc thì cho nó quen. Get. Ừ đúng rồi. Get up. Đúng không? Chút get. Không cần phải đọc mạnh quá chữ G đâu. Get up. Đọc như thế là nghe hơi giống tiếng Trung rồi. Đọc tiếng Trung đọc mạnh lắm. Này, ừ, get up đúng rồi. Rồi. Đã là giỏi về, ví dụ như con nói là tôi là một học sinh giỏi toán thì con sẽ đặt là I am good at math, buổi trước chữa rồi. Ừ. Math. Rồi, con rất là giỏi toán rồi. Thì xong chưa? Tiếp theo. Dạ Tiếp theo nha. Please with cộng với giới từ nào cũng được thì nó là hài lòng. Hài lòng. rồi. Hài lòng với. Đi. Hai lần. Hài lòng. Đấy. Hài. Ừ, hài lòng với. Yeah. Similar to là giống với. Similar to. Ví dụ như là tôi giống với tôi đúng không? Hoặc tôi có cái tính cách tương tự với mẹ của tôi. I am similar to my mother chẳng hạn. Similar to là giống với. Giống với vậy rồi. Ok. Tôi để cô xóa cái này đi, xong làm cho cô bài năm nha. Này, làm cho cô bài năm đi. Em có ấy không? Ở đây, làm cho cô bài năm. Bài năm bài sáu. Mình đoán cũng được. Rồi tí nữa cô lại chữa lại mà. Đoạn. À, 6 cậu.
Dạ Xong hết rồi hả? Rồi, ta cho cô đáp án. Câu 1. rồi. Con một Ê, là câu 1. chung. Câu 1 là gì? Chung. Ừ, con gì là tu? Rồi, câu 2 là gì? Dạ con Câu 2. hai là ớt. Ừ, câu này con nhớ là mình hay có different from không? Ngay cái chỗ đầu tiên mình cũng có đó. Different from, nghe khác với. Rồi, angry thì phải đi về dưới từ about. Angry about tức là giận vì điều gì? Giận vì. Rồi, câu 3 là gì con? Dạ câu ba là about. Oh, interested about hả? Interested in tức là thích. Cái gì cũng bị cái gì. Ví dụ con nói một câu rất bình thường. Ừ, About. I like book chẳng hạn. Con thấy cái câu này rất đơn giản đúng không? Đấy. Bây giờ con sẽ nâng cấp hơn một chút. Con nói là I am interested in book. Đấy, câu này sẽ hay và đẳng cấp hơn rất là nhiều. Interested in book. Đó, khác biệt chưa? Rồi. Con ghi kịp không? Kịp. Kịp không? Ua, hình như mạng mình yếu sao? Mạng có yếu hả? Không biết lắm, chắc là mẹ con yếu mất. Ừ, chắc là mạng cô đấy. Rồi, câu 4 là keen on. Keen on sẽ giống nghĩa với câu 3 nhá. Cũng là thích cái gì đấy. Nó giống nghĩa câu 3. Câu 5, proud of là tự hào. Câu 6 là gì? Dạ phơ Or worried for. Worried about. Lo lắng. Lo lắng về điều gì? Lo lắng. Những cái từ này nói chung là mình nên học thuộc bởi vì là mình không thể dùng giới từ kiểu mình dịch nghĩa tường minh được và mình cần phải biết nó đi với chính xác giới từ gì. À, đi ra cô. Xem chưa? Yeah, Ồ, nhanh quá, cứ ghi từ từ. Không lại xin chẹo mất. Rồi bây giờ cái giới từ vừa rồi cho cô nhé, xong điền cho cô bài 5. Điền cho cô bài 5. quay lại cái câu. Câu mấy con? Câu Tại vì con mấy? ghi mấy cái từ. Dạ. Ừ, nhìn cho cô bài 6. Nghe được không? Vậy được, nhưng mà cô quay lại bài năm cho em một cái chiếu. À, next về bài 5 hả? Dạ. Đây hả? Ok, này con ghi nốt đi. Chưa thấy, con chưa thấy. Ủa, mạng mình yếu dữ vậy sao? Đây, thấy chưa ạ? Thấy không? Dạ chưa. Khổ thân thật. Đây, cô chụp cho. Trời ơi, không ngờ Dạ. cái mạng nó lại kém quá vậy. Đây, cô chụp cho. Đấy, có nhìn được không? Con trai. Dạ rồi. Rồi, bây giờ làm cho cô bài 6 nhá. Đây, Dạ. có nhìn được không đây? Hay là cô lại chụp nốt? Nhìn được không? Con không thấy bài sáu. Trời ơi. Con lên bài 6 luôn. Con thấy Đấy. rồi nè. Ok, thế rồi. Đấy, cô gửi luôn. Sao mình này con?
Nhanh nhỉ. Rồi đọc cho cô. Câu 1. Dạ. Câu 1 có rồi. Ok. Câu Ừ, 2 similar to là là gì? Ừ, dịch qua cho cô câu 1 là gì? Tâm chu bà. Similar to là Giống với. ừ, giống với. Câu 2 là gì con? Dạ con hai là đi với in. Ủa, lát ha, lát luôn. Câu 2 là in. In. Rồi, Dạ. câu 3. Ừ, câu 3. Câu 3 là good Good á, đúng rồi. Hơ, không phải good nha. app. Mình giờ mình sẽ đọc sang chảnh một tí. Good á, rồi. Thế được câu 4. Good app. Câu Ừ, 4 câu là 4. can on. Ok, khi nào luôn luôn nhớ nhá, rất là hay, những cái từ rất hay. Kể cả con thi đại học, sao con vẫn phải thi đại học chứ đúng không? Dạ. Nhưng con luôn có trong đề thi đại học nha. Nghe thấy không? Dạ. Ừ. Nhớ học thuộc đấy, bởi vì chắc chắn 100% nó xuất hiện trong đề thi đại học. Rồi, câu 5. Dạ câu 3. Ủa? Câu Câu 5. 5. Ừ. Câu 5 là from. Ừ, from. Có nghe cô dặn là phải học thuộc bởi vì nó xuất hiện trong đề thi không? Dạ có. À rồi, tưởng là nó sẽ lag rất là đúng lúc để không phải học thuộc nữa. Ok, cô hỏi một vài câu trước khi kết thúc nha. À, ok, cô hỏi Dạ. trước một vài câu. Yes. Ừ. Are you keen on the same TV programs? Are you keen on the same programs? Tức là con có thích cùng một chương trình TV không? Ví dụ như con thích xem hoạt hình thì tất cả các bộ phim hoạt hình con đều thích giống nhau không? Hay là như nào? Yes, I do. Are you thì có phải trả lời là yes I, Yes, yes I gì? I am. I'm. Yes, Ok. Rồi, đúng rồi, I tiếp. Ừ. Are you good at literature? Are you good am. at literature? Là môn gì? Thì dạ Môn văn. ngôn ngữ gian Đúng rồi, con có giỏi môn này không? Are you good at literature? cho em. Giỏi không? Dạ Có giỏi không. không? Không. À ừ, thế có trả lời là no. I'm not. No, No, ok, no, no. Ờ, thế thi khối gì? Con sau này con thi khối gì đại học? not. Dạ có đi. Khối gì? Dạ có đi. D, Có đi D thì. hả? D, D hả? D thì phải Dạ. học giỏi văn chứ. Đúng không? Phải học giỏi văn chứ. Dạ, học tạm ổn thôi chứ không có giỏi. Ờ, vía thi đại học 9 điểm văn nha. Cô nhả vía nha. Giỏi thế. Ok. Văn vở mà, văn vở cháu trở mà. Rồi. Are you interested in reading books? Are you interested in reading books? Yes, I am. Thích đọc sách hả? Ok. Are you keen on playing games with your friends? Are you keen on playing games with No, your why friends? Why? Tại sao không thích chơi game? Vì không biết chơi à? con biết chơi cũng biết chơi nhưng mà tại con không có thích chơi tại vì chơi sợ bị nghiện. Ờ. Trời ơi, bình rồi, thế thích cái gì? What is your hobby? What is your hobby? Thích gì? Con thích coi phim nè coi phim là ai ai Ừ, thế con đặt cho cô là ai mình tôi thích xem phim. Ừ, đặt thay vào. Ai? Em. I'm interested I'm in. ok. Gì? In. In what? Em là gì? Ừ. In. Watching. Ok. Watching TV. Rồi.
Có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất, Would be. ok, thứ nhất con để ý nha, sau giới từ có một cái câu thần chú, sau giới từ động từ luôn có đuôi ing. Giới từ là những từ con vừa thêm vào cái ô trống này. Ừ, thì động từ mình cố gắng luôn để đuôi ing cho cô nhá. Rồi, thứ hai nữa là cái từ interested in, mình đọc cho phải là interested. Nếu con đọc interested tức là nó có bốn âm. Con này mình đọc là interested. Chốt. Trời ơi, mình viết như này không biết có bị phạt không. Đây này con nhìn nhá. Đây này, cô viết hơi láu quá này. Mình đọc là chốt. Ừ. Interested. Kiểu là chốt rồi ấy. Đó, interested in. Interesting. Interested in. Rồi. Interesting. Ừ. Yeah. Rồi, cố gắng đọc từ đó nha. Mình đừng đọc mình đọc là interest, mình đọc interested in. Rồi. Về nhà học thuộc cho cô mấy cái giới từ này nha. Với lại cái gì nhỉ? Ừ, mấy cái tính từ đi kèm với giới từ này và làm cho cô bài tập trăm bao nhiêu nhỉ? Mười Cô quên mất rồi, trang 12 à? 23. Dạ 13. Trang 12. Ok, trang 13. Rồi, tin Dạ. cũng nửa vui nửa buồn là mình cũng sắp học sang unit 2 rồi, cũng khó hơn. Và mình cũng sắp có bài kiểm tra, nhưng mà kiểm tra vui vui thôi, kiểm tra được làm ở nhà. Xong rồi buôn chữa nha. Sắp rồi. Dạ. Thích quá, rồi. Dạ. Chúc con ngủ ngon nha, học bài rồi ngủ nha. Dạ. Dạ, các bạn Ok, chúc chúc con ngủ cô ngon. ngon lành. Ok, bye bye Dạ. con. Dạ. Các bạn Ok, nha. ok.